Rồi, đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương. Đấy, bên Phương chuyên bán mèo nằm rơm nha cả nhà. Đây cả nhà, mèo bên Phương này cả nhà nha. Để không như vậy mà nó còn lên nắm được nha cả nhà nha. Đó. Đây này này cả nhà. Nhà thấy không? Để không vậy mà nó còn lên này nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Vậy mà cả nhà mua về mà làm không lên là Phương cũng chịu á cả nhà. Đó. Mèo bên Phương để này, để không vậy nó cũng lên nắm này cả nhà. Đó cả nhà thấy nắm không? Đây này. To như cái đầu đùa cái ngón tay út rồi cả nhà. Đấy. Đó cả nhà thấy không? Để không nhà nó còn lên cho nó chi là cả nhà về nhà nhà ủ vô rơm. Đấy, bên Phương bán chuyên bán mèo rơm nha. Giao hàng toàn quốc, ai đặt hàng có liên hệ tới số 0374740446 hoặc lấy số đó kết bạn Zalo với Phương nha. Đó, Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn cả nhà, nhận hàng xong kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha. Đó cả nhà, để không nhà nó còn lên nắm này cả nhà, thấy chưa? Đó là như vậy là cả nhà biết mèo bên Phương đặt chuẩn cỡ nào rồi. Đó. Lên nắm nè cả nhà, để không cho nó lên trong bịch luôn cả nhà này. Đó, cả nhà thấy không? Ừ. Rồi bên Phương chuyên bán mèo nấm rơm nè, dụng cụ làm nấm rơm và dinh dưỡng cho nấm rơm nha cả nhà nha. Đó. Bên Phương cung cấp từ A tới Z về nghề trồng nấm rơm luôn nha và tư vấn kỹ thuật từ A tới Z về nghề trồng nấm rơm luôn. Cả nhà thấy không? Đó, mèo để không mà nó cũng lên nấm nó chi. Đó, rồi nha. Rồi Phương kết thúc video đây nha. Ai đặt hàng có liên hệ trực tiếp cho Phương nha. Rồi Phương chào cả nhà nha.